Nhà báo Việt Nam Phạm Đoan Trang hiện đang thụ án 9 năm tù về các hoạt động chống phá nhà nước đã được trao giải thưởng Martin Enners 2022 dành cho những người bảo vệ nhân quyền. Ủy ban giải thưởng công bố hôm 19 tháng 1. Bà Trang người được vinh danh cùng với Tiến sĩ Daouda Diallo từ Burkina Faso và Abdul Hadi Akawaza của Bahrain bị bắt tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10 năm 2020, chỉ vài giờ sau cuộc đối thoại nhân quyền giữa Mỹ và Việt Nam. Nhà báo được quốc tế công nhận vì những đấu tranh cho nhân quyền và tự do ngôn luận ở Việt Nam bị tòa án ở Hà Nội tuyên 9 năm tù vào tháng trước với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của Bộ luật hình sự Việt Nam. Bà Trang người đồng sáng lập blog bất đồng chính kiến Luật Khoa tạp chí và một số trang báo độc lập khác bị bắt không lâu sau khi đưa ra báo cáo đồng tâm về vụ tranh chấp đất đai giữa người dân và chính quyền ở một làng ngoại thành Hà Nội mà định điểm là vụ kết án tử hình hai anh em trai và 27 người dân làng khác nhận án tù sau một cuộc đụng độ bạo lực với công an vào tháng 1 năm 2020. Quỹ Martin Anders nhận định rằng Phạm Đoan Trang là nhà báo, biên tập viên và nhà vận động dân chủ hàng đầu ở Việt Nam, nơi Đảng Cộng sản không cho các tiếng nói đối lập được phát triển. Ông Trịnh Hữu Long, một trong những đồng nghiệp và bạn thân nhất của bà Trang, thay mặt bà nói rằng giải thưởng Martin Enners mà Phạm Đoan Trang nhận được là một thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ gửi đến chính phủ độc tài Việt Nam và quan trọng hơn đối với người dân Việt Nam rằng những gì cô ấy đang làm là đúng đắn và cộng đồng quốc tế đang đứng về phía cô ấy. Giải thưởng Martin Enners vinh danh những cá nhân và tổ chức đã thể hiện cam kết đặc biệt trong việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền, bất chấp những rủi ro liên quan, được xem là sự công nhận xứng đáng cho những vận động lâu dài của bà Trang tại Việt Nam.